Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, tôi giới thiệu với anh em một siêu phẩm đúng chất luôn anh em, độc hiếm và ít gặp trên thị trường, đó là một con âm ly đen đến từ thương hiệu của Bionet. Tuy nhiên nó có hai yếu tố mà mình sẽ ít gặp trong cái dòng SMG205, nó là lợi lớn nhất. Cái thứ hai, nó còn nguyên thùng xốp. Và con âm ly này được ship từ eBay về và Khôi còn đầy đủ chứng từ để khẳng định với anh em là hàng vừa ship về và chưa qua sử dụng nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần để anh em cùng xem con âm ly ngày hôm nay. Đây nè, nó là SMG205, dòng âm ly sản xuất cho thị trường của Mỹ theo đơn đặt hàng. Đây anh em ha, đây nè. Đó. Các cái thông số nó cũng có ghi trên này. Để tí nữa Khôi sẽ tháo ra anh em cùng xem thêm ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở ra cái nắp luôn nè, khui cái nắp luôn ha. Nó có mấy cái dây này nè, nó ràng lại nhưng mà nó mất rồi, nó đứt rồi. Theo ngày tháng nó đứt rồi. Đây nè, đó. Nguyên cái thùng xốp, phía trong là lót giấy nha. Đó. Ngày xưa là họ lót giấy này nè, cái tông này nè, đó. Còn mấy cái này là lót thêm, đó. Rất là đẹp luôn, thùng còn đẹp luôn nè, nha. Đó, ok. Thì Khôi quay sơ như vậy rồi Khôi sẽ bê nó ra để anh em cùng xem ha. Cái thùng là còn đẹp. Đó nè, SMG205. Thì những cái món hàng như thế này càng ngày càng hiếm nè. Tại vì sao? Tại vì nó là đồ cổ. Đó, mà nó tồn tại tới bây giờ là rất là hiếm. Đó, những cái món hàng này là chỉ có thể là lưu kho thôi. Lưu kho. Thì trước khi mà đi vào chi tiết thì Khôi cũng xin chia sẻ với anh em là những cái món hàng nó hiếm. Nên những ai mà chơi đồ cổ á, thì gọi là hàng sưu tầm. Sưu tầm á, thì nó cao. Đó. Càng lâu lâu thì mình mua được món nó ít gặp rồi. Và cái thứ hai nữa là cái người bán bây giờ nó họ cũng bán cao anh em nhé. Không chỉ nước Việt Nam mà các nước khác cũng chơi, Úc hay là Thái Lan hoặc là Mỹ họ cũng chơi đồ cổ. Tại vì cũng có vài lần đó, Khôi bán hàng qua tới Úc qua Mỹ đó, nên là mình mới biết được là các nước khác họ cũng chơi chứ không riêng gì Việt Nam ha. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ tháo ra quay ruột gan cho anh em cùng xem. Rồi mình tiếp tục xem cái ngoại hình nữa nè, thì Khôi mới vừa bê nó ra ha. Thùng đây nè, đó. Đây nè, rất là đẹp. Đó, tất cả là không có sơn tút nha. Là cái anten. Đó, trên từ con nóc luôn. Đó. Theo thời gian này nè, rất đẹp. Dòng này là dòng lớn, lớn cỡ ngoại hình đó nè. Nó là size tới size 50 anh em nha. Size 50 chứ không phải size 48. Chính xác của nó là size 50. Rất là lớn luôn, rất là đẹp. Chỉ lùm hai phần nữa, cái nắp này, nắp sơn piano đấy, kiểu là sơn mài ấy. Còn bóng loáng luôn, có tè chút xíu thôi, còn lại rất đẹp. Còn cái mặt trước nó rất là hầm hố anh em ha. Cái phần đây là phần radio này, tí mình cắm đèn lên nó sẽ sáng ha, kể cả radio cũng hoạt động luôn. Đó, anh em thấy này, chỉnh chức năng các thứ đầy đủ ha, bát chép này, lau nét này anh em ha. Đó, rồi CT mono là có đầy đủ nha. Đây là CT mono này. Đó, sóng hài filter cũng có, chỉnh tông bát chép này, left right anh em nhé, left right này, vòng trong vòng ngoài á, rất là tuyệt vời. Đó, mọi thứ là hoàn hảo. Rồi thì đây Khôi bây giờ Khôi tháo nắp ra luôn này, quên tháo làm. Đây mọi người, Khôi đã tháo cái nắp ra ha. Thì con này nó cũng hơi cầu kỳ, cái nắp nó gài rất là nhiều, khi tháo để chú ý nha. Hoặc là những anh em nào muốn tháo thì cứ alo cho Khôi hướng dẫn. Rồi nè, thì như Khôi nói hàng thùng xốp thì nó là đẹp xuất sắc rồi, zin toàn tập và đẹp xuất sắc rồi nè. Thật sự là 50-60 năm, con này đã hơn 60 năm, 1959 thì bây giờ nó đã là 64 năm rồi nè. Thật sự là nó quá kinh ngạc ha. Đó, đúng là hàng chất lượng cao. Thì cái con này nè, nó là dòng xuất chứ không phải là dòng nội địa. Chỉ có hai dòng điện, là một dòng điện là 115, 120 và 220-230 đó, nên đây là dòng xuất ha. Đây đó, nên nó có cái giá trị chứ không phải là hàng nội địa đó. Rồi cơ bản nó phải đẹp xuất sắc, ngoại hình là 10/10. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cấu hình này. Thì con này á, chạy bóng nguồn này 5R4 GZ34 ha. Nó là Matsushita luôn. Đây nè, Toshiba này, Sabura này, là bóng zin đó ha, bóng zin của hãng này. Rồi bốn cái công suất 6G8 đây, nó là hay hơn là 84 nha. Đó. Rồi
nó cũng là Matsushita luôn. Đây có cái chữ này, chữ nâu anh em nhé, đầy bóng chữ nâu, rất là hiếm luôn. Đề xuất nó là đầy bóng chữ nâu. Đó, rồi tôi cắm lại để tí mình test. Ngoài ra thì có trên này này, các cái bóng 12x7 này, đây 1, 2, 3 này, bóng rề, bóng phono này, rồi có các cái bóng 6AQ8 này, 6BA6 này, và những cái bóng liên quan tới radio các thứ đó nha. Anh em thấy đây, hai cục xuất âm, cục nguồn này, còn rất là mới luôn ha, mới toàn bộ của nó chứ mình không có xì ba chút tác gì. Cũng có lau chùi này, lau chùi thì có vì theo thời gian thì nó cũng có chỗ hoen, nhưng mà thùng xốp thì hàng mới. Đó. Rồi thật sự là quá đẹp, quá kinh ngạc ha. Rồi bây giờ thì Khôi tiếp tục, Khôi lật lên, Khôi tháo đít cho anh em cùng xem nha, để anh em biết được tủ tiệm nó zin như thế nào. Thì cái con zin á, thì những am chơi đồ cổ á, thì sẽ hiểu hơn là hàng sưu tầm luôn này, hàng thùng xốp, bóng zin, máy zin thì có khi là 100 con mới có một con, hoặc có khi 5-7 năm mới gặp một lần. Thì con này Khôi cũng từng bán nhưng mà chỉ là bóng Mỹ và con không có thùng xốp nha. Tù tì thì phải cân chỉnh, phải các thứ, nhưng mà con này là zin, hoạt động chắc chắn, hoạt động tốt rồi. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ lật lên tháo dưới anh em cùng xem. Rồi cái phần đít của nó này, đây nhìn nó bảy màu này, khủng khiếp chưa, thật sự nó quá đẹp, quá độc đáo luôn. Mặt dưới này, nên mặt trong này ha. Rồi ok, bây giờ mình xem ruột gan đây, thấy đỉnh chóp không? Thì cái con này nó rất là mắc cái này, nó bán á, bán cả ngàn đô lận, tại vì nó là định mà hay và còn hiếm nữa. Nên khi Khôi mua á, Khôi hỏi rất là rõ này, hỏi rất rõ, nghĩa là Khôi viết một cái email mình hỏi riêng nó là cái tình trạng máy như thế nào. Bên tụi nó trả lời á, nó hoạt động á thì Khôi mới mua. Tại vì anh em cũng biết là những cái con này nó mang giá trị sưu tầm rất cao, mua về mà lỡ nó hư một cái là chết, không có linh kiện để thay anh em. Linh kiện mà mua đồ zin của nó rất là mắc nha, thay anh em là không thích, không có để thay nữa. Nên là khi mua là cố tình là hỏi tình trạng và chọn cái con zin để phục vụ anh em. Rồi vì cái con này thì Khôi cũng đã bán nhiều và có mức giá trên clip, thì những cái con mà không có thùng á thì nó lên con 20 triệu. Và chỉ là bóng thường thôi, còn mà cái con mà bóng zin, máy zin và có thùng xốp thì chắc chắn nó phải cao hơn anh em nhé. Nên cái con này thật sự là dành cho người thích sưu tầm, anh em lưu ý là thích sưu tầm ha. Ai thích sưu tầm thì liên hệ với Khôi để cùng sưu tầm, vì so với cái mức giá của một con âm ly Nhật sản xuất trong Mỹ, xuất Âu thì nó cũng hơi cao nha, nhưng mà bù lại là nó có giá trị sưu tầm, vừa nghe và sưu tầm, và chắc chắn chất âm cũng rất là hay. Anh em con này đánh Pioneer 7-8-8-9-9 hoặc 901 rất là hay, các đời sản xuất mắt cáo thì khỏi phải bàn luôn. Và đặc biệt có một điều rất là lạ, đến anh test cũng rất là khá luôn nha. Đó, anh em cứ dựa vào nó để tham khảo phối ghép, còn phần cuối thì Khôi phần test chất âm như mọi khi, anh em cùng nghe thử.
cùng đêm.